hôm nay là sinh nhật của nam diễn viên Hồng Đăng. Ngôi sao hướng dương ngược nắng đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh với mái tóc xoăn lạ mắt buộc túm trên đầu. Được biết, Hồng Đăng đã để mái tóc này cho bộ phim mới mang tên Con Yêu Của Mẹ. Đây là dự án Hồng Đăng đóng cùng Lan Phương. Thời điểm mới công bố tạo hình này, nam diễn viên gây sốc cho không ít khán giả hâm mộ. Ngoài ra, Hồng Đăng còn photoshop bức ảnh thành cảnh mình đang cầm hoa để tự chúc mừng bản thân. Nam diễn viên bày tỏ, sáng dậy nhận được những lời chúc từ gia đình, anh em bạn bè tự nhiên thấy nó cứ xúc động với khó tả sao ấy. Hay là già là tâm lý thay đổi nhỉ? Cảm ơn gia đình và những người bạn, người anh em của Đăng đã luôn yêu quý và quan tâm đến Đăng. He he, chúc cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả hoặc hưởng thụ tiết trời thu tuyệt đẹp này bên người mình yêu thương nhé. Bên dưới bài đăng của nam diễn viên, rất nhiều người đã vào chúc mừng sinh nhật anh, đáng chú ý có Hồng Diễm. Người tình màn ảnh của Hồng Đăng không quên cả khịa bạn diễn tuổi mới sinh và nữ tính hơn, đồng thời khá thâm thúy khi chúc đồng nghiệp tuổi mới luôn mạnh mẽ. Đáp lại Hồng Diễm, Hồng Đăng còn gây bất ngờ hơn khi đáp trả, khéo léo lắm, chân có huyền để không? Để có thể comment qua lại thôi, nhưng thật thế này, đủ để biết độ thân của Hồng Đăng Hồng Diễm đến đâu. Đáng chú ý hơn nữa, vợ của nam diễn viên cũng vào chúc mừng sinh nhật chồng trong post này. Cô cũng đang hình dìm hàng ông chồng ngôi sao của mình và chúc chồng bình tĩnh chống chọi qua đêm nay. Nhiều người nổi tiếng khác vào chúc mừng Hồng Đăng như Lương Thu Trang, Vân Dung, Lương Thanh, diễn viên Anh Tuấn, đạo diễn Hải Anh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.